Chúng con rẹp trên đu đủ mọi người. Nhìn mới nhìn tưởng y chang như cái đu đủ nó bị xì mũ vậy. Như cái nó là rẹp sáp nha mọi người. Nó được bao bọc bởi một lớp như bông gòn vậy đó. Người thấy ổ trứng rất nhiều không, và những cái con rẹp, những con rẹp con đó mọi người, rịp con là rịp trưởng thành đó, đó là những con giống con mẹ đẻ ra những cái con, những cái trứng và rịp con đó mọi người. Để ý kỹ thì thấy con rịp mẹ lớn nó đang, nó có cử động nhưng mà rất là chậm, còn những con rịp mới nở ra thì đang bò đó. Đây mọi người nhìn bên trong nó là cái trứng đó mọi người, trứng của mấy con rịp nè, những con rịp nó bự nữa không.